qua thị trấn Mai Châu, đến địa phận xã Chiền Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, ai cũng đều chú ý đến một cây thì cổ thụ, bóng mát phủ kín đường. Dù đã ngàn năm tuổi, nhưng cây thì vẫn đứng sừng sững giữa đất trời và chứng kiến bao thăng trầm của mảnh đất này. Cây thì tọa lạc bên cạnh đường cái, nằm ở cuối xóm mỏ. Đứng từ xa nhìn lại, nó giống như một người khổng lồ đứng vững chãi giữa núi rừng của xứ Mường. Ngọn cây thì cao vút, ước chừng 30 mét, tán xòe rộng, vỏ cây xù xì gồ ghề với nhiều u cục nổi đầy quanh gốc. Đường kính gốc cả hơn chục người nối tay nhau ôm không xuể. Mặc cho gốc rễ khuyết nhiều mảnh lớn, cành cây móc meo nhuốm sắc thời gian. Cụ Lường Quang Xương ở bản Mọ từ nhiều năm nay đã dày công đi khắp nơi để tìm sử liệu về cây thị này. Khi hỏi về cây thị bản Mọ, cụ lấy làm tâm đắc. Cô Xương kể, cây thị này có từ nghìn năm nay rồi. Ngày xưa quân giặc tràn qua đây, chúng đã đi lùn khắp nơi để bắt nghĩa quân giấy cờ khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ tàn ác của chúng. Bắt được ai là chúng xử trảm, rồi mang thủ cấp về cây thị bản Mọ treo lên đó để thị uy. Chúng còn treo giải cao, hễ ai bắt được người nào mang đầu về đây sẽ được thưởng hàng chục đồng bạc trắng. Nghe đâu số đầu lâu treo trên cây thị này có vài nghìn chiếc. Nó rơi thành từng đống trên cánh đồng của xã Chiền Châu, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Mỗi khi người dân qua đây đều vô cùng căm phẫn trước tội ác dã man của lũ giặc. Bao oán hờn đã chất thành núi. Đến thời Pháp thuộc, giặc tiếp tục bắt bớ và chém giết người vô cớ, rồi cắt đầu treo lên cây thị này. Gốc thị từng nhuốm máu đào của bao chiến sĩ yêu nước. Giờ đây, đống sọ người đã được bà con chuyển đi cả. Phía dưới gốc cây thị là cánh đồng lúa đang thời kỳ con gái xanh mơn mởn. Sau khi đánh đuổi được lũ giặc tàn bạo, những gia đình có người thân bị chúng chém đầu đều tìm về đây để tìm xác. Tuy nhiên, họ đứng trước hàng nghìn chiếc đầu lâu đó, không ai dám nhận đâu là người nhà của mình cả. Phong tục của người Thái là phải nhận đúng xác người nhà mình mới được gọi hồn nhập vào bàn thờ chính. Đây là lý do giải thích vì sao khi gọi hồn, người Thái thường phải bắt nguồn từ cây thị cổ này. Dần chúng tôi ra thăm cây thị cổ, cụ Xuân vuốt lại quần áo cho phẳng, dáng điệu cử chỉ của cụ cũng nghiêm trang hơn. Cụ bảo bất cứ người Thái nào cũng coi cây thị này như một tài sản vô giá. Ngày trước, kể cả các vị quan lang đi qua đây đều phải xuống ngựa dắt qua. Lạ là nếu ai không xuống cũng bị ngựa hất văng xuống đất. Đây cũng là điều khó giải thích. Người Thái chúng tôi lại nghĩ, có lẽ ngày xưa cường hào ác bá và giặc cỏ giết chết quá nhiều người, khiến những oan hồn bị bêu đầu tại đây vẫn chưa tan. Cụ Xuân còn cho biết, thời gian đó, vào những đêm trăng mờ, những người có việc đi ngang qua cây thị đều nghe thấy những tiếng khóc ai oán thảm thiết vọng ra từ trên ngọn cây thị. Lời đồn vang xa, từ đó không còn ai dám đi ngang qua cây thị một mình vào buổi đêm nữa. Nếu có thì người ta cũng vòng đường khác mà đi. Nhìn lên cây thị già, chứng tích chiến tranh năm xưa vẫn còn đó, cụ Lương Quang Nam, một cậu niên sớm mọ, nhớ lại. Tôi sinh ra đã thấy cây thị này rồi. Những năm chiến tranh, giặc Pháp ném bom dữ dội lắm. Những lúc máy bay địch thả pháo sáng thì cả làng đều chạy đến ẩn nấp dưới gốc cây này. Những khi họp hội dân quân du kích, bày binh bố trận để chiến đấu, đều tập trung hết dưới gốc cây này. Cây chính là nhân chứng lịch sử trong hai cuộc chiến tranh của dân tộc, là vị cứu tinh cho người dân ở đây. Điều kỳ lạ là bao lần giặc đốt phá, tưởng cây thị sẽ chết, nhưng rồi nó vẫn sống như thế cho đến ngày hôm nay. Ông Hà Công Tất, trưởng xóm mỏ kể, cây thị này có từ bao giờ, ngay cả những người già trong xóm mỏ chẳng ai biết, vì khi sinh ra đã có cây thị khổng lồ rồi. Vào mùa thị chính, hương thị thơm ngào ngạt. Chẳng thế mà người Thái nơi đây mới gọi là cây co hương, có nghĩa là cây thơm. Cây thị
như là linh hồn của người Mai Châu vậy. Rừng Liêm, rừng Nghiến, rừng Bơ Mu ngày trước bạt ngàn, giờ đã bị người dân nơi đây tàn phá cả. Riêng cây thị khổng lồ này chưa ai dám đụng đến. Bà con bảo đây là cây thị gọi hồn. Bất cứ một thầy cúng nào của người Thái, dù ở Điện Biên, Lai Châu hay Sơn La, thậm chí bên nước bạn Lào xa xôi, trước khi cúng đều phải gọi hồn từ cây thị ở xóm mỏ. Đó là một thủ tục bắt buộc. Theo các bậc cao niên nơi này kể lại, xóm mỏ khi xưa vốn là rừng rậm, sau này tổ tiên người Thái đã khai hoang lập làng. Người dân mỗi lúc một sinh sôi đông đúc, những cánh rừng dần biến mất và lùi xa. Có thể cây thị này là cây duy nhất của những cánh rừng già xa xưa ấy còn sót lại đến bây giờ. Tương truyền rằng cây cổ thụ rất linh thiêng, hễ ai có những hành động xâm phạm tới cây đều gặp chuyện không may, muốn qua khỏi phải ra cây cầu khấn. Không những thế, người dân ở đây còn cho rằng nếu ai bị bệnh, hiếm con, đến kêu cầu thì sẽ được cây phù hộ. Việc người dân dùng lá cây thị này chữa bệnh rất hiệu nghiệm. Ai bị chướng bụng chỉ cần ra xin thần cây cho một nắm lá thị, sau đó cho lá thị vào nồi nước đun sôi rồi tắm qua là khỏi. Lá cây thị này đặc biệt tốt cho những người vừa mổ. Họ đều dùng lá thị xông và tắm, vết mổ sẽ liền nhanh hơn. Trong câu chuyện của các cụ già trong bản mỏ còn kể rằng, trước đây vào những đêm trăng sáng, gió mát, ngày rằm hay mùng một, thường có một đôi rắn có mồng xuất hiện dưới gốc cây thị. Người dân ở đây cho rằng đó là rắn thần nên không ai dám xâm hại. Theo lời người dân, có nhiều trường hợp mạo phạm đã bị thần cây trừng trị. Có trường hợp một người tiểu tiện quanh gốc cây thị, ngày hôm sau người này đi xe máy đã gặp tai nạn, tự đâm vào gốc cây thiệt mạng. Những câu chuyện liêu trai như vậy đã khiến không ít người e ngại mỗi khi ngang qua cây thị cổ này.